Hello bạn Nguyễn Quốc Vũ nha, chào em, chào bạn Quang Hà, hello em. Rồi mọi người ngồi xuống đi mọi người, để miếu mọi người mang mọi người quay trở lại với con đường nhảy nhót. Em miếu qua đem sờ. Trời chuyên nghiệp vậy, chuyên nghiệp vậy, chuyên nghiệp vậy. Trời thôi chết rồi. Rồi thôi xong rồi. Em yếu mọi người nhảy đỉnh vậy, mọi người cơ hội đâu nữa, mọi người khịa tôi. Chết rồi. Tôi phải nhảy sao mà tôi chết chứ nhảy vậy hả mọi người, đâu có cơ hội mọi người chập quê tôi được. Toan rồi, toan rồi. Ở đây có biết bao nhiêu người để tay sẵn lên bàn phím luôn á. Trời ơi. Thôi chết rồi. Trời ơi, thôi xong rồi. Không sao, không sao. Mình đi đường bên này mình có kỹ năng. Mình đi đường bên này mình lấy được con gà. Đây. Trời sao toàn kỹ năng này không có ta. Nó không cho tôi kỹ năng gì xịn. Nó đưa tôi kỹ năng đái xè xè. Với kỹ năng chọi khiên. Báo đời, báo đớm không. Đáng phải lấy được cái xeo game ở bên trong kia kìa. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết là tại làm sao mình để có thể mình lấy được cái đó luôn. À, sử dụng kỹ năng bóng bay á. Cái kỹ năng tạo khiên qua luôn cũng được. Không hiểu luôn á mọi người. Cái gì vậy trời? Áo game gì vậy? Ủa này, ủa. Ủa game này, game có phải game mấy lần tôi chơi không vậy? Sao tôi thấy có gì đau đớn bằng mà mình chưa dứt câu luôn. Mình chưa dứt câu luôn, mình chưa nói hết luôn á. Đúng rồi, đúng rồi, đây mới là game tôi chơi. Đây mới là game tôi chơi. Đúng, game như vậy mới là đúng cái game của tôi quen. Nó phải vậy. Cái game tôi chơi nó phải vậy nè. Nó phải như vậy. Hồi nãy là hả loát lộn cái gì á. Game tôi chơi nó phải như vậy. Nó phải báo đời, báo đớm. Nó phải khiến cho mình từ một người vui vẻ trở thành một người. Nó phải như vậy, nó phải như vậy, nó phải như vậy. Ủa bị gì vậy ta? Hình như bị gì thiệt rồi đó mọi người. Ôi đừng có như vậy nữa được không? Chứ đừng có như vậy nữa được không? Được rồi đi thôi. À lộn, được rồi thôi đi lộn. Quên. Đừng quên. Nước tóp tóp nhiều quá, cái câu là được rồi đi thôi. Tên Linh. Linh đồ. Mình đã phải vậy, được rồi thôi đi. Nhảy qua cái quả đó lặng. Đã
đấy, nó phải vậy. Nó phải vậy. Nó phải vậy. Gà nó gái. Gà nó gái rồi kìa, sáng rồi kìa mọi người. Gà gái lê te rồi. Ai ơi, sáng rồi. Ai đi học đi lồm gì đi. Coi đánh răng súc miệng rửa đáy ỉa đáy gì đi mấy bên. Sáng rồi. Yeah, sáng rồi. Game này hay ha. Game này chắc cũng gần tuần đấy. Được rồi, thôi đi. Cố gắng giành hiếu gì mục tiêu 1000 mạng. 1000 mạng cho về với đất mẹ hả? Vì mục tiêu hả? Vì mục tiêu qua màn em ơi. Em để sai mục tiêu của anh rồi. Chào mừng mọi người đến với kênh livestream của mình nha. Mình là hả 1TN. Nếu mấy bạn chưa biết 1TN là 1TN nó tự nhảy luôn em. 1TN bấm nhảy con cái thì tự nhiên nó tự nhảy cái nữa luôn. Hay. Ở đây vẫn còn sống được. Hay. Lên. Ờ, lên cẩn thận, cẩn thận. Ờ ok. Ok. Ok là. Một tên nào, một tên nào. Một tên nào đó mọi người. Một tên nào là viết tắt của hả một thằng ngu. Lại về nghe gà nó gái nữa. Sell lại đây đi cho chắc. Ngày nào cũng nhảy này chắc tôi chết thiệt luôn á. Nên tôi ráng tôi vượt qua nó đi. Ráng vượt qua nó chuẩn bị tới series game kinh dị hàng ngày rồi gán phá đảo nó đi mọi người. Ok, chỉ có kỹ năng mới giúp chúng ta được. Chỉ có kỹ năng mới giúp chúng ta được. Giờ mình sử dụng đáy xè xè luôn, mình đáy vô trong cái đó. Chỉ có kỹ năng mới giúp chúng ta được, chỉ có kỹ năng mới giúp chúng ta được. Được rồi, thoai đi. Được rồi, thoai đi. Nó bắn vô cái đầu tôi từ nãy giờ hai lần rồi đó. Trưa rồi em ơi. Trưa rồi em, Atlas 4 rồi em ơi. Mình có một cái nhảy xa, một cái sell game. Giờ nếu mà tôi sử dụng cái nhảy xa, cái tôi vượt qua chỗ cái cầu vòng của cái kia nữa là qua rồi. Mỗi ngày thì mình đi mỗi ngày phải mỗi xa chứ đúng không? Mỗi ngày mình phải đi xa chứ. Cái trích để qua cái này là không cần cái có một cái trích gì hết nha mọi người. Hồi nãy tôi tưởng là tôi rùa. Hồi nãy tôi tưởng là tôi rùa, tôi đi ngang qua cái đó là một lần.
Nhưng mà tôi đi hai lần luôn mọi người, không có chuyện gì xảy ra hết. Được rồi, thoai đi. Được rồi, thoai đi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Được rồi, thoai đi. Được rồi, thoai đi. Được rồi, được rồi. Được rồi, thoai đi. Đây. Cái đó xào quá, hiếu bóc nó không tới. Khó chịu thật. Cái câu được rồi đi thoai là khác, còn cái câu được rồi thoai đi của tôi là khác. Được rồi thoai đi. Ok, ok. Ok là, trời má xin xò, miếu xin xò, miếu xin xò. Coi chừng nó cắt, coi chừng nó cắt. Tôi nói rồi, coi chừng nó cắt mà. Được rồi thoai đi. Được rồi thoai đi. Không phải là không lưu đâu mấy bà, mà cái quả nãy lưu không có được. Trời má, nó nhảy cái bay tới tận đây luôn hả, sợ vậy. Nice. Một hit một. Được rồi thoai đi, đừng có rớt vô cái đầu thôi. Đây rồi, đây rồi. Kì chú là chú hết con. Có hai là hai mắt tròn rồi. Bắn trượt rồi, được rồi thoai đi. Ok là. Đây đây đây, thử lần 3 nha mọi người, mình thử lần 3 nha. À, mình không có được dừng lại, tại mình đi mình không lấy đà. Đó, mình phải lấy đà vậy nè. Đừng có đớt xuống biển nha, đừng có đớt xuống dưới nha. Ok. Bữa giờ chúng ta đã tìm được 586 thằng ngu rồi. Chuẩn bị tới 587 thằng ngu. Thằng ngu này là thằng ngu thứ 587 nè. Hy vọng nó không ngu. Có khi nào cái thằng ngu này nó mang đến chiến thắng không? Cái nào phá đảo không? Được rồi thoai đi. Đừng có cái tôi nữa, được rồi thoai đi. Nhưng mà nhờ như vậy Hiếu mới nhận ra một cái nha mọi người. Nếu như mà mình xuất phát từ bên phải đó đó, mình đi qua này á, là mình sẽ bắt cái bong bóng sale game được. Được rồi, thoai đi. Còn sao game. Sao cái khúc nó nhảy nó sao sao nhờ. Cái khúc mình như nhảy nó sao á. Mình có cái máy bay nha. Có gì nếu mà mình có té xuống khúc này thì mình xài cái máy bay đi làm ơn đi. Được rồi thoai đi, được rồi thoai đi. Ok. 1 2. Cậu Hiếu nghe nè. Rồi lòi cất tôi rồi. Ơi, ơi vẫn còn sống kìa. Ai cứu, nó cứu cho mọi người. Trời, mình báo lên trở, tại sao mình không nhảy lên trên nóc đi, mình để nó cứu mình vậy. Trời ơi. Được rồi thoai đi. Sao không nhảy lên quả đó trời.
non thiệt. Sao mà nó hiếu nhảy lên ta. Trời ơi là trời. Mấy lần nào tôi chơi cái trò này tôi cũng rước, chơi cái trò này tôi cũng tự rước cái sự bật tức về trong bản thân của mình đó. Mệt mỏi thiệt. Được rồi thoai đi. Được rồi thoai đi. Sao heo, heo ra ngoài chơi cho cậu Hiếu livestream. Tao nói cho mày nghe rồi đó bò. Cổ vũ cho tao đi đó. Tao mà nhảy rớt lần này là đừng hòng đắp mặt nạ nữa. Đừng có hòng dưỡng da đồ ở đây nữa nha. Sử dụng tới máy bay luôn rồi. Trời đất ơi, nó rớt vô đầu tôi. Rớt vô đầu tôi nữa. Tao không có nói giỡn đâu nha. Tao nói thiệt đó, nay ngày cá đến từ. Nhưng mà mày đừng có tưởng là tao giỡn với mày á. Mày thử mày để tao rớt đi. Chào mừng mọi người đến với kênh livestream của bé bò bất hạnh nha mọi người. Cuộc sống gì à? One day eco, một ngày là bò. Đừng, coi chừng xuống biển, coi chừng xuống biển. Chiêu đái xè xè là để lát ra để bắn bong bóng. Đây nè. 2, 3. Đây. Ok. Nếu mình đi bên phải á, thì mình sẽ lấy được cái bong bóng sell game nha mọi người. Nhưng mà nếu mình đi bên trái thì nó sẽ lẹ hơn. Thôi Hiếu đi bên phải đi. Trời đất ơi là trời. Nó a à, đừng đó, đừng có cán vô cái giò con nha. Đừng có cán vô cái giò của con á. Ở trong góc này không có bị dính. Trong góc kia không bị dính. Ok. Nhanh lên Hiếu. Hay. Ok là. Rồi, bắt được cái bong bóng nè. Đó, tôi nói mà. Mấy ông coi nè, mấy ông coi kỹ nè, để tôi cho mấy ông coi nè. Mấy ông nhìn kỹ vô bản thân của tôi đi. Để có thể mà tôi lại tới chỗ này, tôi bấm cái sell game á, là người của tôi nè. Nó đứt cái trán phần thái dương bên phải của tôi một chỗ. Nó đứt ngay cái cùi chỏ bên tay trái của tôi hai chỗ. Nó đứt ngay cái đầu gối bên phải của tôi là ba chỗ. Phải đổ máu biết bao nhiêu mới có thể trở lại được cái bong bóng này nha. Nó bay luôn. Được rồi thoai đi. Được rồi thoai đi. Được rồi thoai đi. Đà Linh.
lên đồ sang đi chơi bộ gì á, quên rồi. Người giờ máu me không à. Wow, nice. Nice. Hay lắm Hiếu. Cẩn thận cái máy chém. Ok là nice. Được rồi, thay đi. Bên trái. Bên phải. Cái chỗ này qua rồi. Đây. Chạy hộ tao một cái. Được rồi, thay đi. Hình như là mình chỉ cần đi qua cái chỗ bên này, cái mình đi xuống dưới này. Để tôi suy nghĩ cái chỗ qua cái chỗ đó đã. Ơi, quên. Má ơi, quên. Cục nó quất cả là về với đất mẹ. Đây nè, hình như là mình phải đi xuống dưới này á. Đúng rồi. Ơi, quên. Đừng có chết. Tôi đứt tay đứt chân nhiều quá, tôi quên, như là tôi mất máu nhiều lắm rồi á, giờ tôi xỉu á, té cái tôi chết liền á. Đây rồi. Trời ơi, nó đung đưa nhìn khó khăn vậy. Đây rồi. Được rồi, thay đi. Bay vô. Hay, cũng được. Chúng ta cũng tự cứu vớt bản thân và mạng sống của chúng ta được. Ê, cái sao game kìa. Dính giùm tao đi, tôi lại mày luôn á, dính giùm tao đi. Trời ơi là trời, cái gì đi trời. Rồi đi nào đấy, đi ngõ nào đây mọi người. Rồi cái gì có thùng rượu nữa kìa. A, đừng có chết nha, đừng có chết. Ừ, còn sống. Ok. Ôi, nó búng tôi. Hên quá, lạng vô. Ôi hay, nice sư, lạng vô Hiếu. Trời ơi, siêu trí tại diệt. Lạng vô. Ok là, trời ơi là trời. Chơi vậy rồi sao chết. Chơi vậy rồi thứ nào chịu nổi. Trời ơi, em Hiếu siêu trí tệ. Trời ơi, ảo thịt đi. Đây đang là đâu đây? Ủa sao tôi hết chảy máu rồi mấy má? Ơi, hình như là tôi chết rồi đó. Mà cái chỗ đó là cái chỗ tôi sell game á. Đúng rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ mình sell game á mọi người. Nó đưa mình lại trở thành cái chỗ sell game rồi nè. Chứ không phải té xuống đó là chết rồi đó. Này là chỗ sell game. Má nhảy luôn qua cái cục trắng đó luôn đúng không? À, hiểu rồi. Đây nè, ở đây nhảy mới qua được. Má sao nhảy chưa tới ta? Hay là phải nhảy gốc cái chế gốc trên kia mới tới cái chỗ trên này được. Còn có miếng nữa à. Ủa mình được sell game ở chỗ này nè. Vậy là nãy là mình té xuống dưới vết thương mình được chữa lành.
À, ở trên nó có đường mà, đúng rồi. Sao mình không đi chảnh? Mà đường chảnh dẫn ra đâu? Cái mục đích là cần phải đi qua cái bục bên đó, rồi đi qua đó, rồi đi qua bên kia, rồi đi hoài lại cái chỗ cái thùng lăng á. Trời, ở đây có đường mà mọi người, sao tôi không đi? Tôi ăn cức phải nồi luôn á. Ây da, trên đây nó lại đưa cái đường này nữa à. Thôi mình nhảy xuống dưới đó nè, nhảy xuống dưới đó được á. Hiếu nghĩ là nhảy xuống dưới đó được. Nhưng mà tôi sợ nó rớt ra ngoài đường quá à. Thôi kệ đi, không sao, mình nhảy ở đây nè. Ok. Bám. Này sư. Má ơi, rồi xong rồi, xong tôi rồi. Giờ tới phần siêu trí tại rồi. Bám bám ở đâu đó đi, bám ở đâu đó đi, bám ở đâu đó đi. Này sư, này sư. Không sao, không sao. Gãy một cái giò, què một cái chân cũng được, không sao hết. Nhưng đừng có chết, đừng có lọt xuống dưới nước. Đừng có lọt xuống dưới nước, thằng này không biết bơi. Game này là tối kỵ là hả, cái gì cũng được nhưng mà không có giả lập bơi lội. Không có giả lập bơi lội. Xong rồi. Em hiểu của mọi người sẽ khắc phục lỗi lầm nha mọi người. Chúng ta có thể sai một lần nhưng chúng ta không thể sai cả đời chúng ta được. Đây. Cái đó nó búng á, cái tấm dáng kia nó búng á, cẩn thận. Đừng có đi qua đó, đừng có ngu dại gì mà qua đó cho nó búng. Ok. Ok, ok. Hồi nãy chúng ta chết khúc nào mọi người? Trời ơi, nó không có còn cái chỗ để mình núp vô trong đó nữa. Hên cho mọi người là mọi người đang coi hả, siêu trí tại Việt á. Quả đó ai né được. Có siêu trí tại Việt này mới né được thôi. Hên cho mọi người đó. Được rồi, thay đi. Trời ơi, trời gì ghê vậy trời. Cho nó có cái ghề cầm núp vô được. À không, không có núp vô đó được, hình như núp vô đó vẫn chết hay sao á. Núp vô cái tường nó sống không ta? À sống, sống. Ok, vẫn sống nè. À, xong rồi mình núp vô đây. Trời ơi, đúng là siêu chi tại Việt, siêu chi tại Việt. Nó rung quá, nó cao quá mấy má ơi, nhìn sợ độ cao luôn á. Ây da, trời ơi, cái cục cao kìa mọi người, một bước nữa thôi mọi người. Cái thùng đâu rồi? Cái thùng đâu, sao nó không lăn nữa? Cái thùng đâu? Rồi nó có âm mưu gì ở đây đây mọi người, cái thùng đâu? Cái thùng đâu rồi mọi người ơi? Cái thùng đâu rồi? Alo? Nó có cái trích gì đây vậy? Nó có cái trích gì đây mọi người, chỉ luôn coi mọi người có chuyện gì vậy mọi người? Cái thùng đâu rồi? Cái thùng đâu? Cái thùng đâu? Mày lăn ra cái không? Cắn lưỡi luôn á. Trời ơi, trời ơi trời. Được rồi, thay đi. Được rồi, thay đi. Vô
win, congratulations bạn. 590, bỏ qua cái này đi, chỉ cần cái dòng ở trên thôi, chỉ cần là cái dòng bạn thắng thôi, chúc mừng bạn. Tự nhiên bạn đã chết trên 589, mạng thứ 590 bạn mới thắng. Tôi bỏ cái này vô chi tôi không biết nữa luôn á. Tự nhiên nó bỏ cái này vô chi vậy trời. Nó chỉ cần để là you win congratulations thôi là được rồi. À, Hiếu Lê Bà Lăng đã tới. À không không, Cường đã ở đây. Cường đã ở đây. Tôi coi tóp tóp nhiều quá. Ok. Uầy, cái này có bảng xếp hạng nữa nè. Để coi thử tôi tính coi thử coi tôi có nằm trên bảng xếp hạng không, mà tôi thấy ai cũng chết có một lần hết. Còn em Hiếu của mọi người ơi, có người chết không lần luôn nè mọi người. Ơi vậy hả, mai mốt tôi lập cái kỷ lục qua chơi cái này, tôi không chết bạn nào luôn, cái tôi đứng top 1 cái này. Trời ơi, trời ơi, siêu chí tệ, siêu chí tệ. Mà thôi, hết game. Ồ vậy là hết game rồi hả? Trời ơi, non game, non game, non hả? Tôi tưởng gì khó khăn lắm, game non. Nó có challenge mod nè mọi người. Mod là thử thách gì á. World record. Back. Ô. Ô. Ui cái gì nè? Cái gì nó tính thông minh nè mọi người. U. Là mình qua cái kiểu u. U, vẫn còn chơi nè mọi người. U. Wow, wow. 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 Nhìn khó ấy chứ. Wow. Học cái ôi, sẽ dính với sẹo game luôn kìa. Trời ơi, lụm nó. Rồi còn gì nữa đâu mà không với sầu. Trời ơi, cái tấm này nó sập xuống nó hên vậy. Tôi tưởng nó búng lên chứ. Ôi. Người để nó đi, mốt chơi tiếp mọi người. Làm quen thôi, mình làm quen thôi. Mình làm quen thôi mọi người. Mình làm quen thôi, mình làm quen. Chứ tao biết đường đâu, tao đỡ nó. Đâm dáng vậy cái mình đi tới cái nó đẩy mình qua. Nó đẩy nhẹ mình qua cái bên vậy. Coi nó báo đời. Em Hiếu của mọi người ha, trượt qua được cái Atlas 4 phiên bản normal, phiên bản bình thường. Nó còn cái phiên bản challenge mod nữa, dành thử thách, mod thử thách. Giống như Jimmy King đó, Jimmy King em Hiếu của mọi người cũng qua được cái phần cơ bản, đúng không? Rồi xong rồi cũng tới cái thử thách khó khăn. Rồi, thôi đi đánh liên minh mọi người. I've been cold for so long. One touch.